thôi là kêu taxi cho về. Dạ. Nhưng mà em phải làm nhanh mới được. Nhưng mà ảnh nói là ảnh có thể ngồi xuống dưới cho Thủy lái xe về dưới được kìa. Dạ, không sao đâu, vậy cho anh. Thì vài bữa nữa anh về. Vài bữa nữa anh về thì sao? Đi Uber về. Dạ. Hoặc là hàng xuống hàng trước. Dạ. Nếu mà ở được tới không để em tập 7 hàng xuống để hàng em trước. Tập đi. Để cho em gan một lần tới em mới lần tới em đi được, lần tới em xuống chị được. Cái này là em quyết định là em gan lần này là em tự lái về mình luôn. Dạ. Thiệt không, bao nhiêu xuống. Cỡ nào em cũng phải quyết định, em phải làm như vậy được. Chứ hồi xưa em không quyết định, cứ sợ hoài em không làm gì được. Bây giờ em phải. Thiệt hả? Tại vì chị không yên tâm. Không phải lì nhưng mà bữa nay em dám làm. Bữa nay dám làm. Bữa nay dám làm. Chị không yên tâm chút xíu nào, chị sợ. Không sao đâu, em bị giống là em sợ một lần với em đi mà em lần tới em mới làm được, chứ em cứ nhờ người ngoài em không bao giờ làm được. Thôi anh Thiện á, can try được không anh? Phải không? Thấy Thủy lái được phải không Thiện? Thấy Thiện nhìn chăm 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 á. Vậy hả? Thủy đang lái anh nhìn chăm chăm vậy á? Ừ. Cái anh cũng sợ coi có thật tập trung không? Nhưng mà anh nói em lái được. Ừ. Dạ. Thực ra anh Thiện nhìn thấy Thủy, anh Thiện cũng tội nghiệp. Thấy tội. Thủy thì nhìn anh Thiện tội nghiệp là anh Thiện ở ngoài suối đói không phải ăn. Còn anh Thiện thì nhìn lại Thủy là anh Thiện tội nghiệp hồi là trong xe là Thủy bị sốc. Hồi nãy trong xe em hỏi anh Thiện ơi, anh xuống đó anh cần gì? Còn đồ ăn không mấy anh, có đồ ăn rồi. Cái em nói thôi em để đưa cho anh số tiền để anh xuống đó anh mua đồ ăn nha, nó được. Nếu mà anh cũng thật thà lắm anh chị ơi, anh nói tội lắm. Anh nói nếu mà em đưa tiền cho anh á thì đồ ăn không mua đồ ăn, anh sẽ mua mấy cái đồ hàng chơi á. Ồ anh nói vậy hả? Anh tự nói vậy anh hả? Trả lời như vậy cũng được không anh chị? Vậy là ông có biết ý thức á thấy không? Anh ông cũng lại không muốn nói, muốn nói xạo em đâu. Đúng không? Ông có biết ý thức cái đó, ông nói nếu mà ông cầm tiền ông sẽ mua tầm bảy ông chơi và là có đồ ăn ông ăn. Em nói là anh cần tiền thì có gì em đưa tiền cho anh, xuống đó anh mua đồ ăn anh nói là em đưa, anh nói em có đồ ăn rồi, nếu mà anh có đồ ăn đi nữa, nếu mà cái tiền nó đưa cho ảnh á, anh sẽ mua cái đồ hàng anh chơi á. Wow, dạ. Biết nói vậy hả? Dạ. Trời giỏi vậy thiệt. Thật thà lắm á chị. Dạ, ơi. Thật thà đó chứ mấy người khác gặp nó gạt nó, thôi đưa tiền để mua đồ ăn ai làm gì đó đúng không? Dạ, đúng rồi. Không, mấy ông này á. Chị, nhưng mà cũng kỹ lưỡng lắm, đi trong xe của em cái túi của em á chị. Cái túi của em á anh mấy túi mà em đi làm mấy cái đồng tiền lẻ, cái mà em để đó không có ngăn nắp á, anh ngồi xếp lại bỏ nhét vô túi cho em á. Anh cũng biết lắm á. Wow, dễ thương chưa? Mà em thấy dễ thương có một cái là em nói là đưa tiền cho anh mua cái đó, không có nói láo chị ạ. Biết rồi. Biết nói xạo là nó đưa anh để anh mua đồ ăn đúng không? Yeah, là đúng vì rồi. Cái kia cái này là thực sự anh Thiện không có gì cái kia đó. Phải không Thiện? Thiện sống đâu phải gì cái kia đúng không? Yeah. Phải không? Đó ông gật đầu, ông khẳng định hôm qua giờ tới mấy lần rồi đó. Tồi lắm á. Anh Thiện dễ thương lắm á. Em nói là em nói hồi sáng đi lên xe em nói là em nói với ảnh là có thể anh là anh của em rồi, xong giống như coi anh như gia đình được không, anh biết anh nói sao sao cũng được. Ồ, tội nghiệp lắm. Ví dụ thân thuộc với nhau coi như em anh trai em gái trong gia đình family đúng không? Để có chỗ dựa tinh thần đó. Nói dễ thương quá hả? Dễ thương chứ tội. Bởi vậy thấy không? Thấy không thiệt? Cho nên khi mà cái những cái cuộc đời em này người ta không hiểu á thì người ta lại phản cách chứ không? Người ta nghĩ là cái người đó là vậy nhưng mà không phải đâu. Hàng tiếp xúc nhiều mấy anh em này là không hiểu. Người ta rất là có lòng tự trọng riêng của người ta chưa? Hàng đã tiếp xúc những anh em vô cơ không chịu lấy tiền đâu, không tao không lấy. Đúng rồi, tại vì em thấy người nó lấy tiền chậm. Để mua đồ ăn với chị thậm chí á, nếu mà hàng nói á, ở trên đây lỡ trong cái phim mà mấy anh em nào ở trên bờ á coi á, mà có tự ái trên bờ là những người đang sống của cuộc sống bình thường không phải vô gia cư mà lên bờ đó. Thực sự khi hàng tiếp xúc các anh ở dưới suối này, nhiều anh rất là có lòng tự trọng về tiền bạc. Hàng thử các anh rất nhiều lần rồi, từ hàng làm chương trình 2 năm rồi, người ta rất là tự trọng chứ không phải giống như mình nghĩ họ làm vậy sợ họ cướp mình, sợ họ làm này kia. Sao làm chị Hằng, em chưa kể cho chị Hằng nghe này. Cảm ơn chị. Mà ở đây thì sáng
gia đình la, gia đình nghĩ la, mấy chị la, mấy nên giống như là anh Thiện ở lại, đúng không? Chị mình nói là anh Thiện phải cần đi cai nghiện trước. Đi cai nghiện rồi xong em mới giúp được, em cũng có thể giúp ảnh được, anh sợ cho lo cho em á. Coi như là gia đình mấy chị có thể nói anh Thiện phải đi cai nghiện trước thì Thiện mới tiếp tục giúp được như vậy. 99 tuổi chứ còn không thì gia đình sợ, cho nên ở đây thì chuyện đó mình không có phải tự nguyện thôi. Còn nếu mà gia đình vậy thì thôi không có sao, anh Thiện cứ chở về đây đi, và anh Thiện có thể nếu như nghe lời chị Hằng giúp anh Thiện đi program đi cai nghiện được, đúng không? Thì lúc đó thì có thể giúp anh Thiện công việc làm, anh Thiện cũng làm neo thì xuống dưới giúp để làm neo. Thí dụ anh cần cái xe hay cái gì đó thì ở dưới này, thí dụ anh chị nào gọi cho em, chị nói em cần cái chỗ ở hay là cái chỗ cái xe cũ gì đi làm, em sponsor cho anh được, giúp anh được. Còn lớp mấy, anh Thiện cần mấy người chuyên nghiệp để giúp anh. Đó, tại vì em không có học cái nghề đó. Không thì chỉ làm thực, em. Thực sự anh Thiện hôm qua đã chịu ở lại, nhưng mà anh Thiện đi á, hôm qua là anh Thiện đâu có sách mấy cái đồ chơi tầm bậy tầm bạ theo, đúng không? Đi qua không có gì hết, thằng có la thuốc à, thuốc hút thuốc lá cũng có luôn. Tại vì khi thằng đứng đó thằng coi ông mất cái đồ gì ông bỏ vô túi đó, thì thằng mới nói là không có được đem đồ nghề gì hết á. Ổng ok, không có đem gì hết. Nhưng mà khi Thủy, lúc mà Thủy nói đi về bên đây về thì buồn mà thì cô đơn gì đó, là chị Hằng ở dưới này chị cứ giúp ảnh đi, nếu cần cái gì em thì bây giờ quan trọng ổng phải chịu giúp cái gì thì chị Hằng mới giúp không được chứ. Hỏi cái gì ổng cũng nói không chứ rồi sao, phải không? Quan trọng ví dụ mai mốt anh Thiện cứ nói với Hằng thẳng là muốn giúp cái gì, anh Thiện muốn lên bờ, anh Thiện muốn đi lên trở lại cái cuộc sống để kiếm việc làm, rồi cái thẻ xanh gì còn không, bị tịch thu hay là mất? Mất rồi, bị người vô làm bị bỏ đô cái nhà đó, dở dục hết. Ok, vậy bữa nào á, bây giờ tiền làm thẻ xanh là không có rồi đó. Tại cái tiền nếu mà đi làm thẻ xanh lại đóng khoảng từ 1.000 luôn á là mới đủ. Thì cứ dẫn anh đi rồi em anh giúp. Không, cái đó thì không sao đâu, cái thẻ xanh cái gì Hằng giúp cho. Nếu mà ổng đi lên ổng xin được, của Hằng dẫn đi lên xin được Medicare, có Medicare chưa? Đi xin Medicare thì có được hưởng cái chế độ của chính phủ thì có thể làm cái thẻ xanh free. Cái trước mắt phải làm lại thẻ xanh, rồi anh coi đi lên bờ, rồi làm việc, xin việc làm, có thẻ xanh xin việc làm lại thì mình trở lại cuộc sống bình thường, thì cái gì mình cũng có hết đó. Thì bây giờ ăn thua ảnh thôi đó, nếu mà ảnh chịu giúp cái gì Hằng sẵn sàng giúp ảnh hết. Anh thì muốn làm mướn phòng ở Song Dê này ở không, để cho anh ra cái suối đó để anh hít hút anh cặp mấy người bạn hút không, rồi giúp gì được thì giúp cho. Trước mắt là giống như là ổng đi lên bờ đi xin việc làm, lên bờ thì phải đi làm, thì đi làm thì nó sẽ làm lại con người tốt thôi, chịu không? Cái đó là first thing first. Suy nghĩ kỹ nữa, tại vì anh em thấy cái đó là trước nhất là cái đó chi trước. Rồi bắt đầu Hằng làm lại thẻ xanh, nếu xanh không phải làm nhanh đâu, làm cả năm mấy nữa, cả năm mấy mới có thẻ xanh. Cái đó là phải đi trước rồi xong rồi bắt đầu khỏe mạnh rồi bắt đầu có em tinh rồi có bạn gái dễ lắm rồi. Đúng rồi. Em nói đúng không? Đúng, em nói đúng mà. Chứ mình chết rồi, bây giờ mỗi lần nó đi về sợ lắm rồi. Ở lại em ở nhà chị Hằng chơi. Được, ở nhà chị Hằng được. Hả? Chứ sao không được. Tại vì lấy xe về traffic, em sáng em lái gì? Sáng lái gì? Nhưng mà sáng chị sớm cũng traffic nha. 10 giờ. 10 giờ. Từ bắt đầu 10 giờ. Nhưng mà giờ em nhưng mà tới nhà chị ngủ với chị không, ngủ phòng với chị luôn. Ngủ với chị. Ngủ với chị. Phòng chị như cái kho vậy đó. Không sao. Ngủ đại ra về tối dọn lại ngủ đại nha. Ông xã chị cho chị ngủ em không? Được chứ. Trời sao không có? Nghĩ sao vậy? Hả? Đi đâu? School 3 tháng. Đi school phải không? Đi học phải không? Đi học 3 tháng phải không? Nếu mình vì một cái gì đó thì mình phải tranh thủ lấy, mình tự đứng lên thôi. Đó là cái nghị lực của mình. Đúng rồi. Tuy mình có vô vị ký sinh. Á. Ra mập mở trong ăn ngủ. Trời ơi, ra đẹp trai là cố luôn á. Nếu học. Chưa có ready rồi mua cái em có cái đồ charge mà gì á, em có rồi, mà cái dây mất rồi, mua cho anh Thiện cái dây nè. Chỗ bán gì phải có đầy đủ. Nếu dạ nếu anh một cái gì đó anh Thiện cần gì, đồ ăn gì cái đó
thì ăn mì, ăn đồ, cứ ăn gì giờ, phải không? Mì trên xe chị thiếu gì, tôi hỏi đi. Trên xe có mì nhiều đó. Mì trên xe đó. Quên đi gặp cái lái em. Ủa, có trời vậy? Có trời, trời, tốt mà. Trên xe đồ ăn, trên xe chị đồ ăn thiếu gì, mì, đồ thiếu gì, hỏi cái đi mua. Rồi, đồ chị thiếu vậy? Được, em với chị vừa sai. Mặc đồ chị đi. Hỏi đi, tối rồi mình đi còn đi cho đồ ăn với suối kìa. Tại nãy cái chị kia mới đưa mấy cái bánh mì của Son nhiều quá. Xong rồi giờ thôi sẵn đi, mình đi. Lên đây thôi, gặp em nói về thôi, gặp chị em thấy muốn đi về mình buồn. Kêu xuống đây ở với chị Hằng đi. Quan trọng là cái tinh thần của em vui lại thôi. Chứ bây giờ nè, chị nói nè, em không có làm điều gì sai. Ví dụ như nói cái chuyện em nói là sợ gia đình nói là em quen với anh Thiện, đi xích vô mình đi dở được. Nhưng mà ví dụ em giúp anh Thiện từ cái tâm, em đâu có nghĩ gì chuyện tình cảm đâu. Còn đúng rồi, chị cũng hiểu được mà, nhưng mà giúp từ cái tâm thấy anh Thiện là vui. Đọc ví dụ mà giống là cô dâu á, à thì xong gia đình em cũng kiếm mấy người đó, tại sao cặp đôi em với anh Thiện gia đình hả? Người ta hiểu em đúng hơn, gia đình em hiểu lầm thôi. Thì mình không nói, nhưng mà em cứ nói chuyện với anh Thiện về cái tinh thần đi. Còn thí dụ sau này anh Thiện nha, chị thí dụ nha, sau này anh Thiện ảnh cai nghiện hết, ảnh sống anh thành người tốt, em có thương anh Thiện cũng chẳng sao hết. Cái đó là cái quan niệm của chị. Homeless cũng là người, chứ không phải homeless là một cái gì ghê gớm không có. Tại vì người ta lỡ vấp ngã thôi. Nhưng mà còn những con người này thật sự người ta rất là... Bây giờ Thiện về suối phải không? Ok. Đi theo luôn hả? Giống đi theo. Đi theo để cầm bánh nè, coi gì. Rồi bây giờ là mình đi xuống suối đi, cho mấy cái thủy mua nước nè. Thủy mua trà sữa. Thủy mua trà sữa xuống suối cho mấy anh em nha. Còn mấy cái bánh mì của Son với mì thì sáng Hằng nhận của một chị chở tới cho Hằng gặp ở Costco. Rồi bây giờ là mình đem xuống suối mình chia luôn mấy cái bánh mì của Son đó. Mình chia ở đây xong rồi mình qua xuống Su Lì mình chia cho hết luôn đi ha anh Danh. Đây. Bữa nay là anh Danh còn nghỉ ngày nữa cho nên anh Danh tiếp tục hành trình. Với Hằng. Rồi ok, lên đường đi. Rồi Hằng khóa xe. Ok đi đi. Tốt. Thủy nói là đi theo Hằng gì đây thì theo chị Hằng vui, giờ em không muốn về. Cứ nói gì hoài, nó không muốn về thì đi xuống đây thôi, ở vài tháng đi mỗi ngày như vậy nè. Thì nó sẽ quên. Chứ giờ hoài em gặp chị rồi em cứ bị stress quá, khủng hoảng luôn rồi sao em quên được. Đúng không? Bây giờ đó chị nói thiệt á, nếu mà em khủng hoảng cái tinh thần vậy á, em cứ xuống chị đây đi làm từ từ mấy ngày đi. Không phải mấy ngày mà mấy tháng đi. Để có gì em... giống như xuống dưới đây là em ở thì em đi theo chị mỗi ngày vậy, tối về em mệt em ngủ. Khỏi cần uống thuốc ăn đi. Ăn trời rồi. Rồi coi nghe coi. Alo. Hỏi ông ở đâu? Nè. Ủa? Ủa anh Danh nãy gọi ông hả? Không. Anh Thắng về chưa? Về hả? Bây giờ chưa chạy xuống đây. Thằng với anh Thiện với Thủy đang với anh Danh đang đi xuống suối nè. Bây giờ đang đi xuống suối cho anh Thiện nè, đi phát mấy cái bánh mì hồi sáng này cũng của người ta gửi cho và sẵn đem xuống tiền vòng cho luôn. Rồi bây giờ anh lấy xe về đi. Bây giờ lái xe về đi, gần hồi trên đường lái xe đi cũng vòng vòng ở đây rồi, ở dưới suối này à. Thằng nghĩ vậy, rồi nếu mà có đổi đâu thì chút thằng gọi. Bây giờ đang đậu chỗ lai hình đó, đi xuống suối anh Thiện nè. Đi phát mấy cái bánh mì nè, với lại Thủy mua nước uống rồi cho mấy anh em dưới đây nè. Đúng rồi. Đi xuống đây kể một câu chuyện là anh Thủy đang bị áp lực gia đình rồi cho nên phải đưa anh Thiện về chứ không phải là anh Thiện muốn về. Ok rồi. Rồi chúc gặp ba. Thủy đang bị áp lực chứ không phải là anh Thiện muốn về. Anh đang anh đi làm thì tan thở nha. Rồi kêu chị Thủy xuống mình lấy cùi son kia ra. Ôi mình không có cái bọc gì, bà có bọc gì đựng không? Mình đưa vậy hả? Là nó sẽ bị mấy con chuột nó tha hết đó ta.
này á, mình đưa người ta mình không có bọc bỏ vô á, kêu chị Thủy coi. Thiện thực nghiệp quá hả? Giờ đi lông thông lông thông nè. Thủy ơi, thấy không? Rồi nha, đi nè. Gì vậy? Gì vậy? Đi xuống đây nha. Bỏ hộp bánh vô lấy bánh rồi. Chị có đồ đựng không? Lấy bánh mì cùi thon ăn nè. Có gì để đựng vô không? Không gì mà đựng hẳn gì cho bác canh trời. Phải có bọc có gì mình. Hồi nãy mình quên coi xe có bọc không? Bánh mì này lấy không có bọc thì sao nó đựng vậy? Ta lấy trà sữa, lấy cho đi. Lấy mấy cái bánh ăn. Nhớ rồi, cái đầu tóc quá trời quá đó. Đem bánh mì vô ăn liền, đừng bỏ chuột ra. Bữa nay có đi đâu không? Không. Đi chợ không? Bữa nay không. Không có đi mua gì hả? Thuốc lá. Thuốc lá này không có ở đây. Ủa, bữa nay không có đi mua gì à? Không. Vậy hả? Vậy chiếc xe này đi đâu về vậy? Ôi, tôi qua múc nước mà. Đi múc nước để lấy nước hả? Ừ. Gì vậy? Ừ. Tại biết sao? Hồi nãy thấy bà đẩy một xe đồ ăn có cam, có nước, cái chổng nên giả bộ hỏi gì cho bà nói vậy. Cho chú Xuân đi. Nhớ con Thủy không? Ăn bánh mì đi. Tôi chừng gớt dưới đất cái xong á. Thôi một hộp đó thôi, xách vô chổng bỏ vô ổng với ông Cường rồi đi anh. Bỏ vô lại. Bỏ vô lại hộp đó rồi bưng vô chổng đi chú Xuân. Bỏ vô đây nè, chim đây tao. Đi về trong nhà chú để hộp đó cho mọi người ăn đó, chung luôn. Nguyên hộp vô. Lấy nguyên hộp. Dạ. Cho nguyên hộp. Cái gì vậy? Thôi kìa. Cái thằng kia thì đánh hự đuổi với ai không biết. Đánh hự đuổi vậy đó mà không biết đánh hự đuổi với ai nữa. Cái gì vậy? Đang giận ai vậy? Đang giận ai mà đánh đá hự đuổi vậy? Giận ai đó. Đó thấy không? Cái kìa có. Bị gì vậy? Tóc quá trời, thôi bữa nay em vô mớt tóc cho nha. Biết bữa nay giận ai á, thôi cho bác ăn đi, đi. Đi. Không có thuốc. Không có thuốc, bữa nay không có thuốc. Ha. Tại bữa nay xe này đâu có thuốc lá để mà. Vậy là bây giờ nè, cứ nhóm chổng thôi, mình đưa bánh bưng chổng gì được rồi. Đưa mấy ly nước nữa cho chú Xuân xách chổng đi rồi mình Phúc, đi qua bên suối bên kia. Đi lại anh Phúc cái, đúng rồi. Anh Phúc xong rồi U-turn lại. Đúng rồi, đi lại anh Phúc đi. Thôi vậy, anh Phúc về chưa? Ừ. Sáng tới đây giờ mà vợ chắc cũng về. Hai em tâm tịnh gì vậy? Mới vắng nhau có một đêm mà nhớ à? Dạ. Hả? Đừng qua đa làng không chụp được anh nhớ. Trời ơi, xin thuốc lá. Đó, cao hút rồi. Lấy cho ổng vậy. Hôm qua này, ổng ở dưới đâu có hút thuốc lá hả Thị? Yeah. Ủa anh Thị hình như có thuốc lá hút cũng được, không có cũng được, đâu ghiền phải không? Không sao, đâu có chết đâu. Đó, không có, đâu chết đâu. Thì coi như không hút cái kia cũng đâu có chết đâu. Thấy không? Không hút cái kia cũng được mà. Đó ông này cũng mà có làm được không? Ai vậy? Ai vậy? Không biết ai đâu, là tôi ăn. Thank you.
nó không có lúc thuốc lá hút đâu, chết rồi sao ở dưới đây làm gì chứ Sơn. Dạ. Hằng nói chú nói không có hút cũng đâu có chết đâu, thì thôi đừng ở dưới đây. Đó kìa, đâu rồi, cái hút bỏ nước vô uống không hả? Cầm đây bóp lại bẩn lên đi. Rồi đây đưa đây, lấy ống hút cho, dừng lại, kêu cái Thủy lấy ống hút xong vô cho ổng cái Thủy. Dạ dạ. Lấy vô rồi xong. Coi chừng ổng đổ giờ anh Danh. Đổ thôi, không còn đi nước uống uống nữa. Nâu rồi, ổng cầm lâu, ổng xài, ổng xài, hấp cháo rồi cái này. Ừ, hết rồi. Cái cái muỗng cái ống khác ngồi đủ ống không? Mà uống mình đi cũng được rồi, cái này uống mình đi, mở cái nắp ra uống được rồi. Dạ. Kim Phúc ơi, thể Kim Phúc ơi. Anh Phúc ơi, anh Phúc à, nên có nhà không chị? Dòm thứ này. Phúc ơi, không có ai, không có rồi, ờ không có rồi, anh đi rồi, rồi không có rồi, không có rồi. Thôi vậy giờ mình đi qua, mình qua bên kia mình cho, ở trong đây đủ rồi, cho không ôm gì đủ rồi, đưa bọc nước cho chứ xương sách gì chổng cho ông viện ly đó. Ông xem ha, với ông Cường ha. Mà luôn. Hả à, không, cái này mình để mình cho bên kia. Cho hai ông hai ly, đưa bọc hai ly. Rồi. Còn này mình đi qua bên kia. Ha, cho ông xem ly, ông Cường ly, rồi bánh mì của Son ăn chung ha. Dạ. Rồi, ok. Ok, cảm ơn. À hả. Có ăn có uống là no rồi ha. Dạ. Rồi bây giờ anh Thiện nè. Buồn không? Theo lẽ là ở ở lại với Thủy. Mà xong rồi bây giờ đi về rồi, buồn hả? À, ok. Tiến ơi, ông Tiến nào? À. Đi ra ngoài thư viện lấy đồ ăn nè, kêu mấy người ra lấy nè. Ờ, em đang có chuyện nè. Ôi, nước đổ hết trơn rồi Thủy ơi. Ờ, vậy hả? Ờ, rồi, để xuống đi, để xuống đi. Để xuống đây đi, mở ra đi. Ờ, đi lại đây, thằng đầu xe đây nè. Cái lỗ trên một bỏ đi. Đổ hết rồi hả? Ly nào đổ bỏ đi. Bỏ sáng lá đi. Rồi nó dục, nó dục. Giữ lại store, giữ lại store. Có mấy ly rồi hả? Còn có 4 ly à? Đổ hết ly rồi. Rồi vậy, ủa sao anh Danh không tắt xe? Ủa, xe Mỹ nè. À vậy hả? Rồi vậy mở bưng bánh cùi son xuống đi. Bánh cùi son nãy bên xe anh Thắng, lấy xe anh Thắng đâu? Kìa, bưng bánh cùi son, cùi son ra chia cho mấy anh em kìa. Bánh mì cùi son. Cường mới hấp tóc em nè. Cường nào? Cường của chị đó. Ờ, kìa, lấy bánh ra chia nè. Bưng hộp rồi mấy anh em chia bánh ra ăn đi, cùi son nè. Bánh hộp cho. Bánh mì. Đi đưa chú Hành lúc kia ra ăn chia, đó. Chia. Anh Tiến chạy chổng kêu mấy anh nó chổng ra dùm hàng đi. Ông Đậu rồi. Cảm ơn, cảm ơn. Ok. Em mới xuống lấy thì em đưa xuống dưới cho mấy nhóm đó, mấy anh em một hộp được ha. Rồi à, mấy giờ đem xuống hay sao chị, đem xuống hay sao? À, bây giờ để kêu mấy ổng đi ra đi, anh Tiến có xe đạp xe cho ổng kêu đi. Okay. Mấy cái này là cái gì à? Trà sữa cho ông ly kìa, lấy đi. Bây giờ kêu mấy người đó ra phải không? Ờ, có mấy ly hả, thành ra cái này cho mấy anh em, cho anh Đậu ly, anh Hoàng ly. Đi chổng đậu xe ở đây được không ta? Anh Danh phải dời xe xích lên anh Danh. Không đậu đây được rồi, đâu có gì đâu. Giờ muốn sao? Muốn vô chổng luôn hay bưng phụ ra vô chổng? Ông đậu ở dưới á. Kêu mấy ổng đi ra đi. Đi ra đây hả? Ừ. Kêu mấy ổng ra lấy cùi son bánh mì nè. Để đó đi Thủy, cái đó ngồi mình. Ok, kêu giao phải không? Ờ. À. Ha, kêu anh Hoàng nữa nha.
Để bữa nào á dẫn Thủy đi xuống dưới đó chơi. Vòng vòng trong nhiều lắm, suối ở trong á. Suối này chưa đi phải không? Bây giờ còn một mì, nhưng mà thùng mì chắc để lại đi, giờ phát mấy này cho người ta không, ăn trước. Không, mì thiếu gì. Mì thì có mấy ổng kêu mấy ổng ra đây lấy luôn hả? Mì là mình cho lúc nào cũng được, không phải là phát bữa nay phải không? Tại vì bữa nay mình chủ yếu là mình sợ là mấy cái bánh này để người mới nó không ngon. Xe. À, hả? Ở đây nè anh Danh, chia cái này. Nó. Thank you. Đâu anh phải lấy bọc. Ok. Ok, rồi chia tới mấy người kia kìa. Thủy xuống phát bánh. Không có buồn. Không có buồn, không có buồn, lại ngồi phát bánh cho mấy người. For everybody, yeah, share with everybody. Nè đi lại đứng phát bánh, mau lên. Có buồn chứ không chị? Ra phát rồi, phát rồi. Get it from her. Oh, okay. Cho đây đi. Chia share. Nè chia mọi người bóc đi Thủy. Giờ bóc thử. Hey. Nó không ăn. Ờ, mấy người đi chơi hả? Phải không? Ờ. Chơi hả? Homeless. Kìa, ăn nãy nè. Không phải đâu đi chơi mà. No. Không, hỏi đi. Chú anh Sông Phước. Không, trắng. Trời, ông này căng nha, ông này căng nè. Ờ, ông này căng kìa. Hơi hay thiệt chứ. Ờ. Cho ông ly nước đi. Uống nước không? Nước à, ông không ăn bánh đâu, bỏ cái ống hút cho chồng. Bỏ ống hút cho chồng luôn đi anh Danh. Đập chết vợ. Làm gì vậy nữa? Hả? Thế giới này còn ai lạ ông nữa? Đập chết vợ. Thế giới này còn ai lạ ông Hoàng Beo nữa? Lấy sẵn cho ông ly trà sữa. Đâu cái cổ mộ đâu? Có nhà cổ mộ nè, nguyên cái cổ mộ bự trà bá này là sướng quá rồi, còn đòi cổ mộ. Nhông uống đi. Uống liền đi. Cái chạy đâu mà lạng tối ngày vậy, hổm ngày có bộ khỏe rồi đó, không có vô bệnh viện rồi đó, đúng không? Dạ. Mới ra nữa. Rồi mới ra rồi giờ lạng nữa vậy hả? Rồi lạng chi chứ mệt vậy, không có nằm chống hả? Kiếm điện. Không vô xe tờ. Hả? Không vô xe tờ. Xe tờ người ta nằm cho khỏe đi, không chạy gì, không mệt không đâu. Mệt chết rồi, cái bình oxy đâu. Ôi là trời. Vẽ ra là cứ lạng suốt ngày, cái này nó hỏi chịu đời sao nổi. Bó tay luôn, thôi lạng đi, bó tay luôn. Bó chân nó đại bó chân. Ờ, bó chân luôn mà, bó chân bó tay luôn á, chứ không phải gì á. Chỗ nào có tiền đi tới à? Chỗ nào có tiền đi tới, giờ ê, ra rồi chạy đi, chứ kiếm tiền chỗ nào vậy? Hả? Kiếm tiền đâu rồi? Kiếm tới bà Hằng á. Hằng đâu có tiền. Chứ bà Hằng kia đi có tiền. Bà Hằng không có tiền. Bà Hằng đâu có tiền đó. Trời, mấy ông nội chỗ không ai ra hả? Đâu có dân ngay miệng đâu, kêu ra đâu. Ông còn biết em bưng xuống bưng dân ngay miệng hết đó. Dân ngay miệng đó. Dân ngay miệng nó mới chịu ăn đó, thấy không? Không cơm dám đâu. Cái ra thì lấy đi. Mua sẵn bưng lại đây còn dân ngay miệng. Ăn bánh mì cua son không? Ừ? Ăn cua son không? Uống thôi hả? Ờ ok. Ăn tiền thôi. Ăn tiền, ăn khói. Ăn khói, khói không ăn. Ăn là chết à. Bây giờ ăn khói là nín thở liền á. Bỏ lâu khoảng mười mấy năm. À, kìa ông đi theo ông chơi tụi nó thôi chứ ông ăn khói. Không. Đi vòng vòng lạng vậy thôi. Không. Mà nó giỡn nhau thôi, giờ này ông ăn khói nó đặng chồng chết. Chơi chơi đâu có đồ đâu, chơi em biết cho. Chơi không? Chơi gì nổi hết trơn, ép tiền cho chết vậy. Cái gì có tiền ở đây, đưa tiền đây ăn chơi hết á. Ăn chơi. Hết giờ cái nó ép tiền tính thở luôn chứ. Bây giờ không hết mà còn vô bệnh viện hoài, hết vô thứ cái biết liền. Vô hỏi nha. Hả, vô hoài biết rồi. Mới là bà đi sáng à? Hả? Mới ra hả? Bà Ly á. Bà Ly làm gì ở đâu? Mới hồi sáng. Ờ, mới gặp sáng. Hỏi bà Ly đi điêu theo không? Ông về ở với bà đi. Ông về ở lại với bà đi. Dám đâu. Làm gì dám chứ. Vợ chồng mười mấy năm dám. Mấy gì? Còn gì nữa không? Bà ở cái chục năm chứ bộ ít rồi. Mười năm không phải vợ chồng à. Ông biết là tình nghĩa ở mười năm nó dài lắm à. Không phải, một, không phải một ngày một bữa à. Một vài tháng thì khác, một năm hai năm khác. Cổng mới lên đầu đi vòng vòng một lý. Ông bả cổng ông không có. Nếu mà ở lại bả không có đâu. Vậy đó hả? Thì ông thở không lên hơi, nó biết bả chịu ở không không mới nói. Nhưng mà bả được của mình là bả sướng quá. Đúng rồi, rồi đó bả nói, rồi đó bả nói bả với ông bả sướng lắm. Đó, ông lo cho bả hồi xưa. Những cho anh bệnh rồi. Hả? Cho anh tiền bệnh nó rồi. Cho anh tiền bệnh hả? Tháng được nhiêu?
tháng ngàn, 1.140 Ôi, cá sướng vậy. Ủa, thẻ xanh anh lấy được chưa? Là cái chú cờ á, nó làm giấy tờ á, là nó kêu tụi ai đó á, với cái tờ giấy chứng nhận cho mình á. Ồ, tại qua nước Mỹ trước năm 85, 95. Dạ, cho nên không có đuổi về. Đúng rồi. Đó là mình, là thẻ xanh mình chờ gửi về. Chưa dẫn cho thì mình đây. Wow, sướng chưa? Chưa rồi. Sướng ơi, còn gì nữa? Chờ rồi hả? Chờ rồi. Approve chưa? Hả? Approve chưa? Rưu rồi, xong hết rồi, chờ tiền về. Vậy hả? Wow, vậy là đã rồi. Rồi mở như băng là nhớ rưu cơ, mở như băng nhà nước luôn. Rưu chính phủ luôn. Vậy hả? Vậy được rồi, chúc mừng, chúc mừng. Mừng gì? Chúc mừng có tiền thì được rồi. Chúc mừng gì? Không có thẻ xanh mà được ăn tiền bệnh là tại vì anh qua trước hồi năm đó cho nên. Nó là mình lăn tay chụp hình nó đưa cho nó qua hết rồi. Con rưu cơ phát lên cho nó rồi. Xin cái giấy cho nó chứng nhận là mình qua trước năm 96, 95 rồi đó. Thì coi như là thẻ xanh tịch thu đuổi về Việt Nam là từ năm nào đó nó mới đuổi. Còn từ năm trước đó thì không có đuổi, có tịch thu rồi thì nó cũng có thể nó xét lại. Đó. Cũng cho rồi. Thì nó cho là ok rồi. Mình đi ra đi gửi ID với thẻ Medicare cho cho nó rồi. Vậy tốt rồi. Ok rồi thôi, thì thằng đi làm việc chút á, nói người kia không ra thằng đi á. Rồi. Đâu xuống thả vô miệng tụi nó đó. Thả vô miệng hả? Tôi thả cho dữ lắm tôi đi luôn á. Tôi chở chỗ khác tôi cho mấy ông nội này làm biết. Lúc này chết rồi. Ổng thì gần chết rồi đó. Thiệt á. Ổng ốm gần chết rồi đó, ổng còn hơn ông nữa đó, mà ổng chịu vô bệnh viện. Không chứ ai, ổng không được hưởng chế độ giống như anh. Ổng đâu được hưởng chế độ bệnh viện giống như anh đâu. Đã không sao mà. Vô mấy ngày lại đuổi ra à. Cái gì vậy? Tại vì ổng cái thẻ của ổng là được có chị được khám bệnh đi emergency thôi. Không có được hưởng chế độ giống như anh được cái này cái kia như vậy. Cái gì vậy? Nhiều khi cái tội của ổng là đó khác hơn anh, nó nặng hơn. Nặng, tội tù nặng hơn. Nó sao ổng nặng mình được? Vậy hả? Ông nào ông đâu nặng rồi, mình cướp mà. Ông biết. Ông biết nhưng mà ông chưa có được, ông tại ông không chịu nằm bệnh viện đó ông ơi. Mấy ngày là ông đi ra rồi. Chứ ông nằm nằm 8 tháng. Đúng rồi. 8 tháng không? Đúng rồi, anh nặng hơn ổng. Bị bệnh. Bệnh gì? Anh Thành lấy đồ ăn nè. Rồi nè, vậy thôi bưng bánh mì này vô chia cho mấy anh em đi. Đi làm ăn đi vòng vòng. Vậy hả? Trời ơi. Nè, lấy đồ ăn vô rồi. Nè, cái gì thôi mình đem xe cái đó qua suối bển thì thôi. Cái đó để mình chạy qua đậu phạt, còn này đưa cho mấy ông Thành xách cho chổng đi. Chia. Anh Thành ơi, xách cho chổng chia hết cho mấy anh em chổng ha. Ok ok, bánh mì luôn hả? Bánh mì đó đó. Nè nè nè, bánh cái đó bánh mì không? Cái này của tụi em cho người khác. Phải không? Vậy cho anh xin hộp đi. Đây nè, chung đây nè. Có, biết là bao nhiêu hộp nè. Ok rồi. Nha, anh chia, để dưới chia ra cho mọi người ăn nha. Ok rồi, rồi, vậy thôi ha. Vậy thôi, về cho anh ly nước, cho anh đậu ly. Đậu ly. Có mấy ly à? Dạ, còn ly. Ông Hoàng ly. Ba ly ba thằng đi. Ông Bình có dưới không? Ông Bình nói thuốc ở dưới kia. Ông Bình bên kia. Ok. Hả? Rồi, vậy chia bánh mì rồi cho mấy anh em nha anh Thành ơi. Ok. Ok rồi. Rồi, hả? Không, thuốc lá trong xe này bữa nay không có. Bữa khác đi, thằng xe bự mới có. Rồi, bây giờ mình đi đậu qua suối bển đi. Xách vô cái nhóm đó cho anh này nữa cho rồi đi. Cứ bên đó đậu chỗ cái phạt đó. Bên không cái phạt thì cây ra không? Cái phạt chỗ đó, đó vườn rau đó. Nó tối đậu ngoài đường á. Bây giờ xách ba bánh mì đi vô suối cho hết. Nãy thì cho bên kia. Hả? Hết chưa hả? Hồi nãy mình mua có mười mấy ly hả? Mười sáu ly. 8 ly thì nó tặng 8 ly. 16 ly. Không có mua rẻ. 16 ly mà mấy anh em mình uống hết 5-6 ly. Ra thôi cho bánh mì được rồi. Rồi chuyến sau còn dài dài mà. Rồi đi xuống trong kẹo. Bây giờ cho Thủy đi theo làm từ thiện cho tâm tinh thần của Thủy vui thôi. Đó. Đi xuống bà kẹo. Xuống bà kẹo. Cho tinh thần của Thủy vui, tại vì Thủy cũng là Thủy cũng là muốn đi để đi theo chị Hằng để mà tiếp cận với giúp mấy anh em vô gia cư để cho vui vậy thôi nha. Chứ Hằng không muốn cho Thủy nặng cái tâm lý, tại Thủy đang nặng cái tâm lý, Hằng không có muốn. Tội nghiệp lắm.
Bây giờ nói là đi xuống có chị Hằng, có mấy anh em là em sống được rồi. Em mạnh ơi, em mạnh chị Hằng, em không cần có bộ. Nói đau lòng lắm, nói nghe đau lòng lắm. Có chị Hằng với có mấy anh em đi chơi vậy em vui rồi, em không cần có bộ. Bây giờ mình vô đó đó, mình chia nhau bưng ra nguyên hộp rồi cho tụi nó chia bóc với nhau, lấy giấy mỗi cho mỗi người bóc vô một cái á, rồi mình lấy ra đó mình để xuống. Thức về nhà hả? Ừ, bánh mì đi. Trời này của ai nữa đây, chắc trời này của mẹ. Trời này mới nè, nhà này nhà mới mọc lên nè nha, mới xây thêm căn nhà nè ở đầu đường. Yeah. New member đó. Ông Quang á. Bên đây nè ông Quang ơi. Dạ, xe của anh chị. Ông Quang không? Cái này là ông Quang khác. Quang. Còn ông Quang bên kia là ông Quang khác nữa. Dạ, bông cải nè. Bông cải. Cải hoa cải. Bánh mì đi. Bưng bỏ ra đi. Bưng để ra đi. Để ra rồi mấy anh em ăn lại lấy. Đó, để lên đó lên danh. Mấy anh em ăn bánh mì của Son không? Để lên đó đó. Ủa ai vậy, bà nào tóc đẹp quá vậy? Bà nào tóc mướt mướt kìa. À, bà nào tóc còn mướt mướt đẹp quá vậy? Không lấy. Nói bà nào cũng nói tóc mướt mướt đẹp quá vậy. Bà nào tóc mướt mướt đẹp quá vậy đó đó. Ngồi kế bên kia kìa. Thằng mới hả? Thằng mới của ông hay của ai à? Hả? Everybody. Của everybody. Cái đầu quý dịch kìa, để nó dài hộp đi cho mấy ông ăn lại bắp. Bỏ giấy nó xin, bỏ hai hộp đi nạnh ai ăn nó lại nó bóc đi. Anh Chí ăn gần hộp sửa ra ăn thấy tương trúng. Ờ để vậy đi, còn đây hộp hả? Ờ hộp này đưa cho anh Chí đi, đưa anh Chí sách cho chổng hồi trong tấn luôn. Anh Chí kìa, đưa chổng đi, đưa chổng đó, đưa ổng đi nè. Ờ sẽ sách chổng cho ổng trong tấn rồi đi. Bánh mì của Son á. Trên đứng cần cơ ăn sáng. Thì loại không get me. À, giờ ông Thái nè, ông cần có người phụ nữ nào giúp kéo ổng lên bờ. Bây giờ giống như có mấy chị nào tình nguyện viên á thì có chỗ cho anh Thái muốn lên bờ lỡ. Muốn nói làm nha, tôi không phải giỡn nha ông đâu, nói mà cười. Ăn cái gì trời? Chocolate hả? Kẹo. À. Nó không ngại, nó không về đây đúng không Hùng á? Không. Đúng rồi, vậy mừng cho nó đi, 2 tuần rồi đó. Ôi trời ơi, con chó gì mà đẹp dữ vậy, của ai vậy? Oh my god. Hả? Ôi trời, con chó đẹp nè, dòm nè luôn. Yeah, beautiful. Ô, mít của ai ngon quá vậy ông Thái? Wow, ai mua muối mít này ngon nha, dằn lùm luôn á. Ô, miếng mít này ngon lắm luôn á, giăng lùm luôn á. Trời ơi, con chó của ai đẹp dữ vậy trời. Wow, giống như là con chó sói vậy á. Cưng không? Giờ chơi xe này khỏi tiếng động. Hả? Ủa xe này cũng đổ xăng vô chạy hả? Pin hả? Mày phải chạc hả? Vậy đó. Làm gì che mặt? Ủa ai ở mẹ nhỏ bắt uống nước. Ai không? Wow, con chó đẹp quá hả? Wow, so cute. Chó này đang về nhà nuôi rồi, hết sảy hả? Ờ hả, chó đẹp quá ha. Của ai vậy? Của mấy tụi mẹ hả? Wow, con chó đẹp quá.
Ok, thôi tụi tôi đi. Có 3 bánh mì xách vô cho mấy ông ăn. Hả? Ai chở? Chở gì? Xe đâu? Trong. Xe của ông hả? Bữa nào ông chở tôi đi vòng trong đây nè. Chiếc này chở ngoài đường. Ờ, cái chiếc gì mà không sợ, còn mấy mô tô xe cờ sợ lắm, tôi không dám ngồi đó. Chiếc giống của hổm á. Trời ơi, bà kẹo bữa nay ngồi ông đó dễ gì trời. Kẹo làm gì vậy? Ủa sao kẹo qua nhà này là không thấy? Ủa vậy hả? Trời ơi, vô đây ngồi à. Ủa đổi nhà thôi chứ không phải đổi người hả? Hả? Đổi nhà hay đổi người? Đổi người mà. Nó đổi người hay đổi nhà vậy? Đổi người là mừng rồi. Vậy hả? Nó không chịu đổi người. Nó đổi nhà thôi. Ông Thái nói về kẹo nó không chịu đổi người. Ok ba, ông Thái tôi đi. Trời nó sủa. Ờ thôi đi. Kè bánh mì cua son quá trời kìa, lại lấy ăn đi. Em thấy chỉ mấy anh em lấy bánh mì cua son nhóc hết trơn nha. Kẹo đâu, kẹo đấy nha. Kẹo hồi chồng kìa, hỏi đổi nhà hay đổi người. Ông Thái ông nói nó đổi nhà, phải đổi người là mừng. Đổi nhà hả? Kìa, lấy cua son ăn đi. Ok. Ha. Này nó nhân giàu mà nó mang mấy này đâu. Ờ. Nó giàu mà nó cỡ này nè. Hello. Trời ơi, sĩ ơi là sĩ. Sĩ ơi là sĩ. Sĩ này là hồi đó đăng nó một cái video đầu tiên nhất á. Ừ. Không phải đầu tiên, cũng cách hai người. Hai người bây giờ hả? Lâu rồi mà bây giờ phải thấy nó tốt hơn không? Mà thấy nó tệ hơn hồi trước. Tệ à, chị tốt quá, tệ tốt chứ. Nó tệ hơn trước. Cái bàn này cũng được 5-6 túi rồi đó. Cái bàn à. Cái bàn nguyên thế giới luôn. Space out of space. Quá trời. Cà cà dâu không? Có đồ cầu dâu không? Không có đồ cầu câu bữa nay. Trời ơi, mấy ông này thôi đi bữa nào á. Ê, vậy là bữa nào giờ dẫn Thủy xuống đây mình xách đồ hớt tóc á. Thủy hớt được mấy ông không? Ờ, đúng rồi. Em hớt rung giỏi lắm em. Ờ, kệ mình cứ hớt đại được rồi mấy ông. Chỉ cần hớt xong là chọc là được. Ừ. Hớt chọc cũng được. Hớt ngắn rồi, ok à. Thôi em hớt rồi. Dạ. Vậy để hôm nào thì dẫn Thủy xách đồ hớt hớt nha. Chị có ngày mai cũng được, ngày mai muốn ngày mốt. Ừ, ok, có gì đó ngày mai đi. Ngày mai, ok. Ha, vậy cứ vòng vòng ở đây đi. Ok, vòng vòng đi. Ở gần đây gần vòng có gì cứ xin mi. Nhưng mà em cắt không có giỏi lắm, em cắt được mà không giỏi. Không cần đẹp. Làm sao cho mấy ông này có sạch tóc là được rồi đó. Mấy anh không có quấn em được. Anh Hòa lấy bánh mì của son ăn kìa. Mới đem để đó kìa anh Hòa. Có giấy đó lấy đi, muốn lấy mấy cái lấy. Dạ, ok, lần tới. Ha. Lấy em tới xuống. Ok. Ok. Đi bán ăn qua. Chỗ cái bọc ni lông. Kìa hình như người ta đẩy đồ vô cho nữa kìa. Phải không? Để kìa, lại lấy bánh mì ăn đi Hòa. Lấy đồ gì về nhiều quá vậy? Đó có giấy đó, mở ra rồi lấy ăn đi. Everybody get kẹo bánh mì. Có giấy kìa nè, lấy kẹp lại. Đó mấy napkin sạch đó. Chú ơi, lấy bánh mì ăn nè. Ê, qua đi. Ủa, ông không phải người Việt hả? Ờ, Phi, hey. You get some food. Cho quản. Ờ, cho ổng hả? You want some question? I am the prey. Hey, wait, get some. Ông có một hộp kìa, cái túi một hộp kìa. Hộp nguyên cái túi luôn. Ủa trong hộp đó là nãy ở đâu vậy? Mấy anh người kia cho ổng nói gì? Ờ. What you have over there, right? You have one box over there, right? In the back. Oh. That's the one. It's him. Are you him? No, okay. Ờ, ông gì nãy, ông gì, ông chỉ à? Tại trong ông chỉ, ông chỉ, ông không lấy, ông cho. Oh, okay, it's okay. Nãy có người đấy, ông chỉ nữa. Ok rồi thôi gì đi. Này ông tính có rồi. Rồi đi. Ok. Ok bye bye. Bye bye. Bye. Thôi rồi. Nước gì nước vậy nghẹt cổ rồi sao không có nước uống à. Hết nước rồi, mới có nước, nãy có mua trà sữa mà hết rồi. Vô tới đây mấy ông hết rồi. Không. Khỏe. Trời ơi vui. À. Bữa nay thấy đẹp ra rồi. Đẹp.
Đi đâu về vậy? Đi lấy nước hả? Đi cầu vậy đâu. Em không ra hả? Ở chị đầu tiên à. Rồi phải đi một con cá to, con chó là to quá hả? À, con chó dễ thương quá hả? Em đi với chị Hồng. À, có ngập cá to lên. Dạ. Gì á? Con chó này bự đó. Quỷ. Ồ. Lâm. Việt Nam. Phi. Nói hả? Người ăn Việt Nam. Cũng nói như chó này. Nó ăn không? Ồ, nó ăn kìa. Nó đói không? Nó đói còn nó nhiều lắm cho nó ăn. Để cho chó này. Cái người này ác quá, không cho ăn. À. Nở. Có thêm chó đâu ăn cái thứ này. Rồi đấy, cái chó ăn đi. Lấy cho chó nó ăn. Kệ lấy nữa đi, còn nha. Còn nhóc hết trơn à. Mà ông nó chắc viên hộp còn lấy nữa vậy ông Phi. Thôi. Kệ mấy người đó người ta cho sữa gì nữa kìa, lại lấy kìa anh Hòa. Lấy rồi. Có cơm nữa kìa, lấy rồi hả? Không phải rồi. Có bông nữa kìa. Cơm nấu với gì hả? Mì hả? Mì sao hả? Lát á, bánh mì xô quýt á. Cái này chay nấy thả mấy người này. Hả? Việt Nam? Nó no, hình như chai miếng. Chai ni. Ờ, chai ni. Ờ, lấy thêm đi. Lấy thêm đi, lấy thêm đi. Ok. Lấy thêm đi. Ờ. Ờ, vậy đưa luôn cái hộp cho. Đưa hộp cho ổng đi. Cầm về luôn. Kìa, có con kìa. Sĩ. Sĩ, có cơm bên đó kìa, qua xin đi. Jesus. Hi, God bless you guys. Hi. Hi. Hello. You guys pass our free food, that's good. Yes. That Jesus is good. Okay, can mm-hmm. anybody pass our food? Okay. Oh, that's great. Yeah, good. Anybody want milk, one lunch before we leave? Anybody live there? Cơm có sữa. Anyone live all the way down there? I don't know. Oh, you don't live there, right? You pass out. Come kick it. I'll live with you. Hi, sister. Anybody want us to pray for you? Jesus Christ want to heal anybody, okay? Anybody want us to pray? Oh, hey, you can. Hey, you. Yeah, right there, right there. Thank you. We have a lunch. Hi. Yeah. Get some more. Yeah. Gạo lấy rồi. Đây bên đây cũng một nhóm đi phát đồ ăn. À, kẹo đấy cổ thằng lấy bông. Kẹo đấy. Lấy bông, kẹo lấy bông. Nobody can go to Father God. Nobody can go back home, which is heaven. Okay. What happens if you cannot go back home? Hell is waiting for it. The hell is a torture area. It's true. When I found out the truth, I repent and I found the truth. That's what the Bible say that. Jesus Christ said that the truth set you free. Cái mấy người về nhà, thằng Cá Ly đi xuống đây mấy năm rồi mà nó chưa chịu về nhà nè. Lấy cô Hạnh, anh Sơn, thằng nói mấy người kia dẫn khuyên các anh em đi chở về nhà nữa, thằng Cá Ly xuống đây mấy năm rồi mới mỏng còn chưa chịu tao lên lớn còn chưa chịu về nhà nữa đây nè, muốn gì uống gì lâu lâu mới bỏ xuống một ngày hả? Về nhà không vui bạn đây hả? Đó thấy không? Bây giờ mấy ổng thấy nhà không vui bạn đây nè. Ê kẹo ơi, ở đâu có miếng mít ngon dữ kẹo? Thôi hàng đâu lấy đâu, nhưng mà thấy cái ngon á, thấy cái muối ngon. Trời, mít này không có sơ không? Ờ, mít không sơ mà ngọt lắm nè. Mấy người gắt mít tố nữ gì? Ngon lắm anh Sơn. Mít ướt á. Mấy ông không có găng à, mà cứng cứng này dễ ăn được ha. Mềm nó cứng vậy? Thấy biết mềm rồi. Cũng cứng. Sao cứng được? Cũng cứng. Mềm. Thấy không? Ừ, chín rồi, mà vàng này nó chín ngọt rồi. Ừ. Chín cái mực kẹo. Nè, gỡ ăn đi. Ngồi xuống gỡ ăn. Gỡ được một cái được hả? Gỡ. Còn lấy một cái hơn. Con tay vô cái bóc. Đúng rồi, chọn con tay vô bóc ra hả? Ờ. Nè. Đúng rồi. Chọn con tay vô cái bóc ra. Ê, mà kẹo ơi, đổi nhà hả kẹo? Kẹo. Kẹo đổi nhà hả? Đổi nhà hay đổi người hả? Biết nữa. Vậy hả? Nãy giờ tôi hỏi ông Thái bà đổi nhà, đổi người. Ông Thái mới đổi nhà chứ phải đổi người đó. Ông đâu có hiểu tiếng Việt đâu. Ê, ông Thái không hiểu tiếng Việt hay là bà không hiểu tiếng Việt? Ổng không có hiểu tiếng Việt đâu bà. Ờ, à, vậy hả? Ổng không hiểu tiếng Việt, chỉ có kẹo hiểu tiếng Việt á. Ừ. Không hiểu. Ủa, cây quấn nè, rồi lấy làm gì? Quấn cái mít lại nè. Ờ, quấn cái mít lại đi. Ai cho vậy? Ai cho hả mua vậy? Hả? Ủa, không phải ăn cắp có ai à? Ừ. Ngon á kẹo. Ê kẹo, gỡ gỡ bên đây miếng cây ngay bên đây nè. Để cắt. Jesus. Trời ơi.
cũng nói quá trời quá đất luôn. Mỗi ngày mà đi nói kiểu đó không xong rồi đi về. Ở đây tao đi 2 năm nay mà không biết. Tao không hả? Đúng rồi. Ông nấu gì vậy? Tao cho uống nước. Cho anh cháu uống nước hả? Rồi. Đây à. Wow, miếng mít cũng ngon giả mang luôn. Chè cũng uống kìa, uống bia kìa. Thôi, mà. Chó cưng quá à, nó không uống. Uống nước, mày uống bia. Uống mày, uống mày. Mày uống bia uống nước. Đường mít ngon quá. Ăn xong là cho chó à, này cho chó ăn rồi nè, cho nước uống nè. Bây giờ bà mình đóng thuế cho tôi. Giờ nó cho chó ăn cho nước uống. Đầu tôi đóng thuế mất rồi. Không, nó dòm tôi hoài. Nãy giờ giống như là cho chó ăn, cho chó ăn mướn tôi. Vậy được không? Hai con à, này mấy người này ác lắm. Không cho con ăn. Chó sạch gì dẫn đi xuống đây cho uống. Tại lông của nó trắng nó thân xuống đây bụi hồi là do hại rồi. Do hại gì tắm cho nó. Chó dễ thương nhá. Chó này mắc tiền lắm á. Chó này là biết bu, chờ là biết bu rồi. Trời, pitbull nó dữ, nó nặng lắm, còn chó cái gì vậy thằng khô à. Pitbull nó dữ. Chó nhà tôi kìa, nó chụp nó đè cái là cả anh Hòa là đè té luôn á. Nó mạnh lắm. Thưa ra pitbull nó mạnh lắm sao? Nó mạnh lắm. Ghét summit. Ghét summit. Ghét á. Cái này đâu có quay lên đâu rồi lo. Nè, phải ghét summit. Mong lên. Cho cái đi. Cái này đủ rồi. Ghét thế nha. Quá. Yeah, bánh ngon kìa, ghét xăm cừu son kìa. Bánh mì cừu son đây nè. Bánh đây nè, ăn qua lấy, ăn đi. Nó mà ăn đâu. Ăn chứ, nhìn bữa nó đói cái gì nó không ăn chứ. Mời hoài cũng không ăn, bất bình lắm. Mấy này nó hỏi nhiều cách cười, nó không biết đi chơi nữa mà hỏi, nhà hỏi hoài. Ghét ăn được rồi. Ừ. Tao mới... ẩu à ẩu sậu trong cái tiền vốn mình ở dưới kỳ bóng đuổi đi rồi ai đuổi ông đuổi hả rồi ông bình ở đâu rồi ông chó ông đuổi hả ông ở đâu đi lên hả rồi kỳ chó chứ ngày sao đuổi nữa vậy đuổi mày làm gì nó làm như nó không tử vậy hả. Nhiều cuộc đuổi đi rồi không cho ở nữa. Bây giờ ông Diễn không đi đâu. Má em thất ra 6 thùng nước thì nó 6 thùng nước giờ nó chơi 2 ngày hết trơn. Tắm hết hả? Đại cha. Sao mà ông đi sách bật lắm vậy? Coi như là... Ăn uống nấu nướng của mình hết. Vậy hả? Từ trước nguyên mà đem một đứa từ gì rồi cho mình coi thử. Coi như là ông nuôi vậy làm từ thiện đi. Từ thiện những người không đúng. Ông nấu nướng cho ăn rồi ông xách nước về cho tắm nữa thì coi như là ổng bây giờ ổng bệnh sắp chết rồi ông làm vậy là ông giúp được ổng rồi đó từ thiện đó chứ từ thiện nhiều người lắm không biết toàn chỗ thức... ông là ông chứ từ thiện nhiều lắm toàn được thứ bảo hại không biết cái chỗ ông chứa nhiều lắm chứ ông Hoàng thấy ông Hoàng chửi ông cũng điên luôn rồi xong rồi ông Hoàng đi bây giờ chứa người khác ông Hoàng bữa nay ông hất đầu tóc đẹp trai áo cái cạo đâu để đẹp trai tôi đưa cái cây tôi kêu cạo phải cạo đó dạ đứa cái cây cào gâu để nhà ổng kìa rồi ổng kêu lên lấy tiền để xài ổng kêu anh lấy tiền để xài không ấy nói kìa ổng kêu ổng gặp thằng lấy ít tiền xài gặp ổng mới đưa gặp chưa chưa ổng ở bên bản biết rồi nãy có đưa bánh mì mà vô đó không có gặp kêu mấy người kia đưa mà. Gửi đi mấy trăm bạc thì đưa từ từ vài chục cho xài vậy đó chứ đưa ông mấy trăm lần cũng hết rồi rồi lấy gì lần sau gặp đâu có được đưa lần ấy vậy thôi tiền của người nhà ổng gửi á người nhà ổng gửi cho ổng mà kêu đưa từ từ á Dung á không mấy người nhà ở bên Việt Nam á Hoàng nó thợ máy giỏi lắm nha đúng rồi mà bây giờ hả mấy người bạn không có ông bạn bên Việt Nam nha là sẵn sàng á cho tiền giúp ổng mua xe kêu ổng lên bờ đi rồi cho ổng chạy taxi gì cũng được mà ổng nó không thích đó mấy người bạn bên Việt Nam á nó thích ngồi nói không ngồi nói gì khùng luôn
không thích thì sao giờ nha. Rồi hôm qua ông ăn ngon lành ha, ngọt hả? Ngon lắm. À, ngọt chứ. Ông bán con dao cầu râu luôn, giờ tắm rửa cầu râu á, tối đi chờ. Đi đâu chơi? Đi nhậu. Vậy đó, có tiền đâu đi nhậu? Đồ ké. Rồi đi vô cũng uống được chai ké, người ta cũng cho đúng không? Đồ chơi chứ, ai đi nhậu ké bây giờ, đâu có nhậu đâu. Bỏ nhậu lâu rồi. Ông đi ra quán danh với quán chỗ kia đó, thì vô đó người ta cũng cho. Nhưng mà không có nhà nhậu nữa. Bỏ vậy nhậu hả? Lâu rồi. Bỏ rượu bia 4 năm nay. Ừ. Đâu tốt lành. Vậy gì. Đó. Ờ, cái kẹo sắc mít ra nhỏ nhỏ hết trơn rồi nè. Nghèo thấy mẹ không? Mà cũng vẫn sống qua ngày. Để đi, sống qua ngày vậy. Trời ơi, trời ơi. Giờ quen cái con suối này rồi, không chịu đi lên thì sống qua ngày vậy chứ sao kìa. Quen cái con suối này. Thôi đi đi mấy anh ơi. Không có thuốc lá vậy đâu. Không. Không có thuốc lá. Bữa nay không có thuốc lá gì chứ. Rồi thôi đi á. Tệ quá. Rồi. Tệ quá là tôi cũng tệ lại. Tệ gì bữa nào tôi vô tôi cho. Rồi đi. Không. Nó không thèm uống nữa. Hai ừ nó không uống nữa không có khác. Không nè uống một món rồi. Uống chưa? Uống rồi. Ok bye bye sĩ. Bye bye chị. Bye. Thôi đi bye. 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 Bye.